Thưa quý vị và các bạn, dự án khởi nghiệp sản xuất chế biến chè búp tím Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ của chị Lê Thị Hồng Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển trà UT, đã lọt vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Chị Lê Thị Hồng Phương là nhân vật trong phóng sự Nữ giám đốc và hành trình màu tím phát sóng trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ cách đây chưa lâu. Chiều qua mùng 8 tháng 9, tại thành phố Nam Định, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023 cấp vùng, khu vực miền Bắc. Dự án sản xuất chế biến chè búp tím Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ của chị Lê Thị Hồng Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển trà UT đã xuất sắc đạt giải nhì và lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Tham gia vòng chung kết cuộc thi cấp vùng, khu vực miền Bắc, có 32 dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc của hội viên phụ nữ thuộc 18 tỉnh, thành phố phía Bắc. Chị Lê Thị Hồng Phương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển trà UT năm 2018 với sản phẩm chủ lực là chè xanh. Năm 2020, chị Phương đầu tư trồng thử nghiệm giống chè búp tím, một giống chè đặc trưng của vùng đất Trung Du Thanh Ba. Từ vài hecta ban đầu, đến nay, công ty đã có 17 hectare chè búp tím. Chị Phương trở thành người đầu tiên của huyện Thanh Ba khôi phục thành công giống chè đặc sản này. Chè Trung Du búp tím là giống chè quý hiếm, có chất lượng, hương thơm, vị đượm đặc trưng và chỉ có ở vùng đất Thanh Ba. Hiện nay, giống chè này đang được trồng bằng phương pháp hữu cơ. Sản phẩm chè búp tím Thanh Ba đã được đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận tập thể từ năm 2020, là sản phẩm ô cốp 4 sao và đang phấn đấu trở thành sản phẩm ô cốp 5 sao. Câu chuyện và dự án của nữ giám đốc Lê Thị Hồng Phương đã truyền cảm hứng để nhiều phụ nữ mạnh dạn đầu tư, phát triển và nâng cao giá trị các tài nguyên bản địa, khơi dậy, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ trong cộng đồng.